trong phần mail mẹt chúng ta có thể chèn một cái hình cố định vào cái file Word của mình để mẹt, hoặc là chúng ta cũng có thể chèn một cái hình từ cái file trong 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 máy đó, thì ứng với mỗi sinh viên nó sẽ có một cái hình riêng đó. Như vậy thì thuận tiện để chúng ta sẽ gửi mail cho các bạn sinh viên với những thông tin cá nhân của bạn và với hình ảnh, hoặc là chúng ta có thể làm thẻ sinh viên đó, một cách rất là nhanh chóng ở đây. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thư viện Picture, thư viện của chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là tương ứng với mã sinh viên của mình, tương ứng với mã sinh viên. Và ở bên cái file Excel thì chúng ta sẽ làm một cái đoạn để mà lấy được cái dữ liệu của các bạn sinh viên. Như vậy ở chỗ này thì chúng ta đã có mã sinh viên ở bên này rồi ha, với mỗi sinh viên đều có mã, và cái hình của chúng ta có đuôi là JPEG. Như vậy thì chỗ này là chúng ta đã biết là chúng ta lưu hình ở đây ở picture đó, thì chúng ta đã có đường dẫn ổ G MyDrive 22 phone 1 ha, gửi mail picture, và chúng ta đã có cái đường dẫn ở đây, thì chúng ta sẽ copy đường dẫn và vô đây chúng ta sẽ dán vô đây đó. Phía dưới chúng ta sẽ lấy công thức là bằng cách là lấy cái tiêu đề ở trên, lấy cái tiêu đề ở trên là picture, và với dấu xịt huyền, và với mã sinh viên, và tức là thêm cộng chuỗi á, với chấm JPEG. Như vậy thì chúng ta đã có được cái đường dẫn, không? Có được cái đường dẫn. Giả sử chúng ta có một cái đường dẫn cụ thể, và đường dẫn này là đường dẫn của một cái file ảnh mà chúng ta đã có tồn tại trong trong hệ thống đó. Như vậy là chúng ta đã có được cái đường dẫn thực sự đến cái file ảnh của chúng ta. Như vậy chúng ta đã chuẩn bị file Excel và cũng làm tương tự như clip trước. Và ở chỗ này thì tôi chỉ hướng dẫn thêm cái phần làm sao mà thêm cái hình này vào thôi, chứ còn tạo các cái trang Word rồi chèn mấy cái này thì chúng ta đã làm hôm trước rồi, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ select lại cái dữ liệu mới, nhớ là phải select là dữ liệu mới nha. Mặc dù bạn vẫn dùng cái file cũ bạn thêm cột, nhưng mà đôi khi các bạn mở lên nó chưa có cập nhật bạn phải select nè, select different cho nó chắc ăn. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái này đi, xóa cái này đi, rồi mình giả sử mình thêm một cái shape vào để tí nữa mình chèn cái ảnh vào đây. À, mình có thể chèn cái shape vào cho nó đẹp, hoặc là chúng ta có thể chèn bất kỳ hình nào, trái tim hoặc là gì đó tùy một người. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thể chọn background, hoặc là chúng ta chọn cái khung bình thường thôi đó. Ok, chọn khung bình thường, và ở trong này chúng ta sẽ chọn edit. Rồi như vậy bên trong này thì chúng ta cũng insert item, và cái item của chúng ta là cái đường dẫn đến hình ảnh nè, insert picture. Ok, và tại điểm này các bạn nhấn Ctrl A, Ctrl A là nó chỉ chọn trong cái khung này thôi. Nhấn Ctrl F9 nha. Nhớ chỗ này mọi người nhấn cho mình Ctrl F9. Đó, Ctrl F9 thì nó sẽ lên cái bảng này, và chúng ta sẽ thêm mấy cái chữ này vào. Chữ đầu tiên là chữ mail mệt. Rồi thêm vào đây. Lại Ctrl A một lần nữa. Ctrl F9 một lần nữa. Và thêm if true vào vào đây nha, vào chỗ này đó, if true. Rồi và Ctrl A, Ctrl F9 một lần nữa. Rồi và chúng ta chọn include picture cũng thêm vào đầu luôn, và cuối cùng thì cô sẽ thêm xịt D ở phía sau ha, mọi người sẽ xem xịt D ở phía sau đó, triệt đề ở phía sau. Và bây giờ chúng ta sẽ lưu ý ở trong cái bước của phần mail mẹt nè, thì nó sẽ có cái chỗ là review research ha,
review research, thì khi mình bấm vào đây thì nó nói là cái field mà chứa data đó, thì các bạn sẽ chọn giúp cho mình là cái field chứa data là cái field này đây, Gmail Picture đó ha, Gmail Picture đó, cái field này là chứa data rồi. Ok, như vậy thì chúng ta đã có được cái nội dung để sử dụng, và chúng ta next thì chúng ta sẽ kiểm tra được là cái hình ảnh của chúng ta nó đã đi theo được cái dữ liệu của chúng ta đó, và chúng ta chỉ có việc là xuất cái nội dung này ra thôi đó, gửi mail đi, hoặc là nếu như mà chúng ta không muốn gửi mail thì chúng ta sẽ dùng là letter đó, hoặc là các bạn muốn làm thẻ sinh viên thì các bạn có thể là dùng cái invoice hoặc là lapel để mà làm thẻ sinh viên cho các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công.